Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thọ Order Phòng nhá. Và bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 cho em các bác nhá. Bên cơ sở 1, và các bác nào cần tư vấn về loa hay là cục đẩy, vang số, mic gì các bác gọi điện bên cơ sở 2. Bên em có nhân viên tư vấn cho các bác luôn. Vâng, ngày hôm nay thì là trước đó rất nhiều bác hỏi về cái dòng loa chung Benziger này, do bác 16 Benziger này. Thì là em cũng chưa có thời gian review thực tế cho các bác nghe và quay trực tiếp cận cảnh cho các bác xem được, bởi vì nó thời gian rất là bận. Là ngày hôm nay thì đã em có nắp một cái loa bass 16 Benziger này vào cùng một cái thùng bass 16 thôi, và đánh một chép bình thường, chép thông thường, chép bình dân thôi các nhá. Và em sẽ quay cho các bác trực tiếp cận cảnh của nó luôn, và em mở chất âm cho các bác nghe luôn. Và đây, đây em sẽ mở cho các bác nghe về chất âm của nó luôn. Okay. Và em cho nhỏ lên một chút. Vâng, xin xin thảo qua cho các bác. Đây là dòng bass 16 của Benziger, một thương hiệu đến từ Đức các bác nhá. Một thương hiệu đến từ Đức. Đó. Con này thì kháng chảo có loa là 4 ohm này, công suất của 160W này. Đó, 160W. Thì cái đòn driver này thì cái loa bass này nó sử dụng một cái gân vải này, gân vải dòng tầm dầu này các bác nhá, gân vải bóng tầm dầu này các bác nhá. Đây là chất âm của nó rất là chắc tiếng. Và riêng về cái gân này thì nó bao cho em, bao cho các bác là nó cực bền luôn. Đấy, cực bền luôn các bác nhá. Đấy. Và con này thì rất nhiều bác hỏi là em ơi nó công suất nó có khỏe không, thì em trả lời cho các bác là con này côn 37 các bác nhá. Côn 37 có nghĩa là côn của nó rất là lớn. Đấy, côn rất là lớn, đảm bảo cho các bác về nhu cầu về hát karaoke này, hoặc là các bác muốn nghe những cái dòng mà loa nó ngoài trời nó có tăng tiếng trung vào thì con này nó làm rất là tốt các bác nhá. Bởi vì cái gân của nó là gân vải đấy, nên tiếng trung của nó bản thân của nó đã là rất là tiếng lời rất là tốt rồi. Đấy, độ bền cao đấy, các bác nhá. Côn của nó là côn 37 các bác nhá, côn 37. Em có ghi đây ạ. Đường kính vành là 16 cm này, kháng chảo 4 ohm này, công suất 160W này. Từ nam châm này này, từ bên này sang bên này này là 10 cm các bác nhá. 10 cm. Đó, côn 37. Hát karaoke và nghe nhạc ok các bác nhá. Và đôi này thì em đang bán cho các bác giá là 680.000 một đôi các bác nhá. Bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Và đây là hàng mới các bác nhá. Hàng mới. Hàng của công ty các bác nhá. Chứ không phải là hàng bãi gì đâu ạ, để mang luôn. Hàng mới. Đấy. Hình thức rất là đẹp các bác nhá, rất là chất, bích rất là dày các bác nhá. Đấy, bích rất là dày. Đó, bích rất là dày. Này các bác nhá. Đó. Và keo được đi mà keo tím các bác nhá. Keo tím rất là đẹp. Đấy nhá, nhức rất là trông rất là xịn sò. Đấy. Đồ này các bác làm loa lời như thế này, một bát 16 với một chép như này, các bác hát karaoke làm loa trả lời cực hay luôn. Về côn này, con này rất là to. Nếu để nó mà côn loa bát 16 mà côn những 37 thì nó cũng rất là lớn, chứ không phải đơn giản đâu các bác nhé. Bởi vì em làm chuyên ngành của em về loa nên là ít nhiều gì em cũng biết một chút kiến thức. Đấy. Đây, mở các bác nghe. Negros Music Production. Đấy. Đấy. Lời chung rất là dày. Ok, mọi chi tiết mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em cơ sở 1 nhá. Cần tư vấn thì các bác gọi trực tiếp cơ sở 2, bên tư vấn cho. Giá đôi này là 680.000 một đôi, em bao ship tất cả anh em luôn các bác nhá. Bao ship toàn quốc. Xin chào và là tất cả anh em nhá.